Marco Mobile chào anh em. Anh em hay dùng cái gì để nhân đôi ứng dụng? Chắc là nhiều anh em biết rồi, mình xin chia sẻ với một số anh em chưa biết. Anh em nhìn này, mình nhân đôi Facebook này, Messenger này, Business này. Đây là cái nick của mình này. Đây cũng là nick của mình, cái anh em đấy, số điện thoại của mình đây. Đấy. Mình dùng cái này bởi vì nó rất là tiện. Đây, tên nó là Island. Anh em vào đây nhá. Đấy, anh em vào CH Play này, gõ Island là ra. Đấy. Cái này nó có cái ưu điểm là nó rất ổn định, không có quảng cáo. Có một cái nhược điểm là đây, nó tạo thành một cái máy độc lập với máy đang dùng ấy. Anh em nhìn này, ở đây mình có thể lấy ảnh đúng không, nhưng mà ở cái nick bên kia nó làm cái tài khoản độc lập luôn, không có cái ảnh nào. Đấy, cho phép truy cập xong anh em vẫn không thấy cái ảnh nào. Đấy. Thì mình khắc phục tạm thời bằng cách là mình dùng nick chat này, gửi ảnh từ nick này sang nick kia. Mình sang đây mình tải ảnh về mình up lên. Còn mình dùng Zalo mình từng gửi sang mình tải về up lên cũng thế. Đấy, kiểu như thế. Mình vẫn ưu tiên dùng nó mặc dù là bất tiện cái đoạn dùng chung MyDear là bởi vì nó rất là ổn định anh em ạ. Không có quảng cáo, chat chít các kiểu, không bao giờ giật lag hay là có vấn đề gì lỗi cả. Anh em thì hay dùng cách nào? Mình hay dùng cách này. Trong số những cách mình biết ấy, có thể là mình chưa biết hết, nhưng mà trong số những cách mình biết thì cái này là mình thấy ổn định nhất. Đây là cái nick chính của mình này. Đây là hai máy cùng đang đăng nhập ấy nhé. Và đây là cái nick phụ của mình này. Đấy. Đấy. Hy vọng là cái clip này nó có ích với anh em. App ứng dụng với tên là Island nhé. Cách dùng thì đơn giản lắm, anh em cứ mở ra thôi. Xong ứng dụng nào muốn nhân bản thì mình nhân bản thôi. Đây Mailin là nick chính này, Island là cái máy phụ này. Ví dụ muốn nhân bản cái Facebook này ấn vào đây. Đấy. Copy to Island là được.